giá lợn hơi miền Bắc không có sự thay đổi, trong khi đó miền Trung và phía Nam biến động trái chiều. Giá lợn hơi miền Trung tăng nhẹ lên mặt bằng chung, trong khi miền Nam lại giảm nhẹ. Thị trường lợn hơi miền Bắc hôm nay giao dịch quanh ngưỡng 90.000 đồng một kg lợn hơi. Cao nhất vẫn tiếp tục là Thái Bình, Ninh Bình và Tuyên Quang, 93.000 đồng một kg. Bắc Giang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên cũng đạt từ 91 tới 92.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại từ 90 tới 91.000 đồng một kg. Riêng chợ lợn hơi lớn nhất miền Bắc tại Bình Lục, Hà Nam, giá lợn dao động trong khoảng 88 tới 93.000 đồng một kg tùy loại và thời điểm bán. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tăng tại một số địa phương, có nơi tăng đến 4.000 đồng một kg như Ninh Thuận và Bình Thuận, lên 78 tới 79.000 đồng một kg. Quảng Bình, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế đồng loạt tăng 3.000 đồng lên 79.000 đồng một kg. Riêng Hà Tĩnh giảm 2.000 đồng còn 85.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại phổ biến từ 80 tới 84.000 đồng một kg. Giá lợn hơi khu vực phía Nam lên xuống trái chiều tùy từng địa phương. Tại miền Tây, trong khi Trà Vinh và Bạc Liêu cùng giảm 1.000 đồng xuống 85.000 đồng một kg, thì Cà Mau tăng tới 3.000 đồng lên 88.000 đồng một kg, ngang giá lợn tại Cần Thơ, cao nhất trong khu vực. Tại Đông Nam Bộ, mức giá phổ biến từ 83 tới 85.000 đồng một kg. Thưa quý vị, tháng 3 vừa qua, Đồng Nai đã công bố hết dịch tả châu Phi. Nhiều người dân nơi đây rất muốn nuôi lợn trở lại khi mà giá lợn hơi cao kỷ lục. Tuy vậy thì nhiều người không thể mua được con giống, hoặc nếu có con giống thì giá lại cao ngất ngưởng. Thậm chí là có công ty còn ép người dân mua cám mới bán cho lợn giống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau dịch tả lợn châu Phi, trại lợn quy mô hàng trăm con của bà Mai vẫn chưa thể tái đàn do không có con giống. Heo con giờ đắt lắm. Nếu mà như 3 triệu một con thì mình không nên nhập nhiều, tại mai mốt sợ giá cả nó hụt xuống. Khan hiếm lợn giống đang là nỗi lo chung của nhiều người chăn nuôi lợn. Mong muốn có lợn giống tái đàn, bà Sáng đành chấp nhận mua cám của công ty để có thể được cung cấp giống. Khó khăn lắm, trừ những người ăn cám của họ thì là họ mới bớt ra để cho mình nuôi thôi, là mình phải ăn cám với công ty đấy. Cô bắt 10 con thôi, nhập nhiều mình không dám nhập. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám mua lợn giống trong thời điểm này. Một phần vì lợn giống khan hiếm, phần nhiều do giá lợn quá cao. Khi ngành chức năng chưa có giải pháp phù hợp thì nhiều trại lợn vẫn đành bỏ trống giữa thủ phủ chăn nuôi lợn Đồng Nai. Phun khử trùng toàn bộ trang trại và khu vực chăn nuôi ngày ít nhất một lần là quy định nghiêm ngặt mà lão nông này áp dụng từ nhiều năm nay. Vượt qua cái đợt dịch này cũng gọi là vừa phun khử trùng vừa rắc vôi bột khử trùng rồi là đây khử trùng kia vẫn phun mỗi ngày phun lần. Đấy, như đến bây giờ là nó vẫn cứ thấy lớn, thấy ấy như thế là chắc là không việc gì. Nếu như cái đợt dịch vừa như vừa rồi mà nếu mà như người dân người ta chăn nuôi như chúng tôi trước ấy thì là gần như là không thọ được, mà không gần như không sót. Và mô hình của chỗ nhà ông Mọc ấy thì thực ra đúng còn mỗi mô hình đấy là vượt được qua cái đợt dịch bệnh vừa rồi thôi, còn chứ quanh cái khu chúng tôi này là gần như là bị dịch là quét đi là lấy hết, chả còn sót nhà nào cả. Đấy, tôi thấy mô hình đấy là rất là tốt. Đặc biệt, dãy chuồng sàn tiết kiệm nước, không xả thải ra môi trường, được ông Mộc xây dựng quy mô trên một quả đồi có thiết kế thích hợp, thoáng mát vào mùa hè và mùa đông thì ấm áp do có hệ thống che chắn cho đàn lợn. Thời điểm cuối năm 2019, mặc dù dịch tả lợn châu Phi hoành hành, tuy nhiên lứa lợn của ông Mộc vẫn bình an vô sự. Tại thời điểm đó, ông Mộc xuất chuồng khoảng 5 tấn thịt lợn. Theo tính toán của lão nông dân tộc Tây này, trừ toàn bộ chi phí, gia đình ông lãi cả 100 triệu đồng. Làng này không còn một cái con lợn nào cả. Bây giờ là chỉ còn mỗi đàn này thôi. Mỗi con bây giờ là chắc 70-80 cân chứ bao nhiêu, 70-80 cân.
Mình cứ ước như thế. Trong cái bối cảnh mà dịch tả lợn châu Phi rất là hoành hành dữ dội thì cái mô hình này bà con vẫn vào đàn và chăm sóc đảm bảo cho cái đàn lợn nó vẫn phát triển bình thường. Tái đàn gọi là để mình nuôi thử nuôi ấy thế mà cũng 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 được. Thế cũng hợp lý, đúng thời điểm, thế là được. Thế nó dịch bệnh dịch 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 bệnh nó không có. Thì là mình còn 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 cứu vớt được. Đến đến thời điểm này đường lúc nào nó ẩm ướt và lợn nó nhiều bệnh hơn, mà nó đi ỉa nó cứ uống cái nước ấy vào này, cái nước phân nó thải ra nó lại uống vào nó đi ỉa một lần là gọi là sạch bách. Không chấp nhận thất bại, ông Mộc đã đi học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại lợn ở các địa phương lân cận, và ông đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến đàn lợn của gia đình kém năng suất, phần lớn là do môi trường chăn nuôi không đảm bảo. Từ đó, ông đã thử nghiệm rất nhiều giải pháp để xử lý chất thải chăn nuôi. Thế nhưng vì chăn nuôi lợn theo kiểu truyền thống, sử dụng nước để tắm và vệ sinh chuồng lợn, nên làm độ ẩm chuồng nuôi gia tăng, dịch bệnh có điều kiện phát triển. Thêm vào đó, việc tắm rửa cho lợn mỗi ngày từ 2 đến 3 lần làm xả thải một lượng lớn nước ra môi trường, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống của chính gia đình ông và người dân xung quanh. Trường cũ trước ngày ấy, mỗi ngày rửa một lần còn chưa xong thì là nó mùi nặng lắm, khó chịu. Ôi, một mình trước nuôi hơn chục con đã rất vất vả rồi, hơn chục con thôi. Nó nuôi bởi vì là bẩn lắm, chuồng bẩn mà rửa khớt lắm. Thế nhưng năm 2018, ông Mộc đã mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi lợn trên chuồng sàn không xả thải ra môi trường với quy mô 50 con lợn thịt. Ông Mộc cho biết đây là phương pháp chăn nuôi tiết kiệm nước, không sử dụng nước để tắm và làm mát cho lợn, bởi vậy hàm lượng chất khô đạt trên 70%, rất dễ thu gom vào một bể chứa phía dưới. Nuôi 50 con lợn như ngày trước, như các cụ nuôi, các bà nuôi thì rất vất vả. Nhưng mà như cái chuồng này thì 3-4 ngày còn chưa phải rửa, chưa phải cứ phải chỉ quét quét một tí thôi. Nó ăn xong nó ỉa ra là lọt hết xuống bên dưới, xong thải ra là nó trôi ra ngoài bể, thế thôi. Kể từ khi mô hình chuồng sàn được đưa vào sử dụng, ông Mộc không phải tắm và vệ sinh chuồng lợn như trước đây nữa. Mỗi ngày, ông Mộc chỉ có một việc duy nhất là bơm nước cho lợn uống và đổ thức ăn vào máng cho lợn ăn. Giảm rất nhiều công lao động. Mà nước thì cũng rất tiết kiệm, bởi vì là mình không phải rửa chuồng, không phải gì cả. Chỉ bơm nước lên để nó uống thôi, mới lại chỉ đổ cám cho nó ăn thôi. Đúng là nhàn như nuôi lợn chuồng sàn. Không những thế, lợn được nuôi trong môi trường an toàn, sạch sẽ, khô thoáng, ít dịch bệnh, chi phí thấp, năng suất cao. Ông Mộc rất phấn khởi. Nếu như mà một mình ấy, nuôi, nếu mà như chuồng sàn này, nếu mà nuôi ấy phải mỗi người phải nuôi được 300-400 con, 300-400 con, 400 con là bình thường. 400 con nuôi trên sàn mà được xử lý phân thì nó hạn chế được các cái bệnh, ví dụ như cái bệnh tiêu chảy là rất rất hạn chế, ví dụ như bệnh tiêu chảy do vi khuẩn E. coli hoặc do vi khuẩn Salmonella đã gây hiện tượng khó thương hàn thì nó hạn chế đáng kể. Thế tuy nhiên là nếu như chúng ta xử lý thật tốt rồi, cái mùi trong chuồng nuôi rất tốt rồi thì nó hạn chế được các bệnh đường hô hấp nữa. Thì như vậy cái năng suất suy giảm, năng suất nó sẽ cao hơn. Từ hiệu quả của mô hình chăn nuôi lợn của lão nông Phương Văn Mộc, đến nay tính ra chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai xây dựng được 16 mô hình nuôi lợn an toàn trên chuồng sàn không xả thải ở quy mô vừa và nhỏ.
Mới đây, anh Nguyễn Văn Bắc ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cũng đã học tập ông Mộc và nhờ ngành nông nghiệp địa phương tư vấn, mạnh dạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng khu chuồng sàn này. Tôi thực ra là đi tham quan đấy, mà thấy nó hiệu quả là về là tôi nghĩ là tôi làm rồi. Nên vì thấy nó cũng đạt, có hiệu quả đấy. Phòng dịch tốt thì tôi quyết định nghĩ là tôi đi vay tiền về thêm về đầu tư cho cả cái khu này. Nếu mà mô hình mà phát triển mà tốt thì có thể là tôi sẽ nhân rộng ra đến 500-700 đến 1.000 con chẳng hạn. Tất cả nếu mà ấy là phải xây lại chuồng hết thì chuồng cũ để bỏ, chuồng cũ để đập đi bỏ, không xây chuồng, không nuôi chuồng cũ kia bí lắm, không thể làm được, không thể nuôi được, phải nuôi làm chuồng sàn như thế này là hợp lý hơn, hợp lý, rất hợp lý.